Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem ạ. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người 3 chiếc áo M65 hàng dàn di, hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Em lên 3 size cho mọi người. Size thứ nhất là size XML này, xong đến size Small Luna này, và size tiếp theo là size Medium. 3 size này là phù hợp với cả người Việt Nam mình nhé, tức là người Việt Nam mình phù hợp với cái những chiếc áo gọi là nho nhỏ một chút chứ không phải to quá nhá. Đầu tiên em nên cho mọi người chiếc áo M65 dàn di size XML Reguna nhá. Tem của nó là tem trắng size XML, sản xuất năm 1984 nhá. Độ mới của nó tầm 95%, không có lỗi lầm, không mủng rách, phụ kiện đầy đủ nhá. Dây rút dưới này, dây rút dưới còn nhá. Đấy, dây rút trên này. Và mũ, mũ của nó cũng vẫn còn. Mũ vẫn còn đầy đủ mọi người nhá. Đây ạ. Đấy. Cái chiếc áo này thì dành cho các anh từ 52 kg cho đến tầm 58 kg. Áo này dành cho các anh là người gầy gầy nhá. Người gầy gầy nhá, em mà hơn 60 cân nên mặc cái cầu vai này hơi bị hớt này, nó hơi bị căng này. Đấy. Các anh nào tầm 52 đến tầm 58 kg mặc là đẹp. Cao tầm 1m65 đến 1m7 mặc nó ok nhá. Độ mới của nó tầm 95%, đều màu, không nủng rách, không dơ bẩn, rất là đẹp. Nó là khóa đồng nhá. Khóa đồng. Cổ là cổ nhựa nhá. Khóa cổ nhựa. Còn khóa chính là khóa đồng. Em bán chiếc áo này là 900.000. 900.000 cho chiếc áo size XM, size này size rất đẹp nhé. Người Việt Nam mình rất thích cái size kiểu như này vì người nhỏ mà. Rất là cái size rất là hiếm, không có nhiều đâu. Em bán 900.000 chiếc áo này. Anh nào thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Đấy. Chưa làm sao em mặc cái này là hơi bó nhá. Em phải mặc size small, small thì hơn 60 cân. Em hơn 60 cân mà. Mặc size small là vừa. Đây là chiếc áo đầu tiên này. Chiếc áo này em bán 900.000. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người chiếc áo thứ hai. Chiếc áo thứ hai là size small Reguna. Đây ạ. Đây là chiếc áo thứ hai. Size small Reguna nhá. Size small Reguna thì phải trên 60 cân, dưới 70 cân, 70 cân quay đầu. Và cao 1m68 đến 1m72 mặc là vừa nhá. Size small Reguna. Sản xuất năm 1983 nhá. Độ mới của chiếc áo này còn tầm 90%. 90% nữa. Nó không lủng rách gì. Không lủng rách. Chiếc áo này thì nó không lủng rách gì ạ. Nhưng mà nó hơi xuống màu một chút. Hai khóa đồng nhá. 583 là hai khóa đồng. Thân đồng, cổ đồng. Mũ còn đầy đủ nhá. Chiếc áo này bị thiếu mũ rồi ạ. Chiếc áo này người ta cắt mất mũ rồi. Chiếc áo này người ta cắt mất mũ rồi ạ. Còn có khóa đồng này, hai khóa đồng thôi. Còn dây rút thì cũng thiếu cả hai. Dây rút trên dưới cũng đều thiếu nhá. Chiếc áo này em bán cho các anh mặc lao động là ok. Nó không đủng rách gì. Chiếc áo này không đủng rách gì. Đấy, tầm 60-70 kg. Cao trên 1m65 mặc là vừa nhá. 60-70 kg trên 1m65 mặc là vừa. Đợi em một chút ạ. Cái áo này của nó thì 60-70 kg này. Cao trên 1m65. Hai khóa đồng nhá, không lủng rách gì, các anh về mặc lao động thì thoải mái luôn, vẫn rất là ok, đều màu, nó xuống màu đều nhá. Giá em bán chiếc áo này là 500.000 vì nó bị thiếu mũ và thiếu hai dây rút nhá. Mọi người mà mua về mặc lao động vì mà mũ mọi người cũng ít khi dùng mà, gọi là mặc để mặc lao động khoác cà phê chơi chơi thì vẫn ok. Đấy, không lủng rách gì nhá.
500.000 chiếc áo này. Anh nào thích thì hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Và em lên chiếc áo thứ 3 cho mọi người, đó là size medium nhá. Chiếc áo thứ 3 của em là size medium regular. À, thân đồng. Thân đồng cổ nhựa. Size medium regular, cũng là tem trắng nhá. Cái áo này sản xuất năm 1982 nhá. Đều là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ, em đảm bảo điều đấy là chính xác. Chiếc áo này rất là mới đẹp. Chiếc áo này mới đẹp, không có lỗi lầm lủng rách gì. Em xem mũ còn đủ không ạ? Nhiều khi là người ta cắt mũ em không để ý, lấy về mới biết là bị thiếu mũ. Chiếc mũ này, chiếc áo này thì nó là còn mũ nhá. Còn tem cấp bậc này, bông sồi vàng, bông sồi vàng ở hai bên cầu vai nhá. Đấy. Và còn một tem vai này, một tem US Army này đấy em. Cái áo này là size medium Zeguna nên là nó phải người phải trên 70 cân, 72 cân cho đến 80 cân, 72 kg đến 80 kg, cao 1m68 trở lên nhá, cao tầm 1m68 trở lên, 1m67 trở lên mặc là vừa. Dây rút trên dưới đầy đủ nhá, dây rút còn đủ nhá. Độ mới của nó, cái áo này tầm 97%, không lỗi lầm, không đủng rách, thân đồng cổ nhựa. Chiếc áo này em bán là 850.000, còn 4 tem, còn 4 tem nhá, 850.000, giá em bán 850.000. Anh nào thích hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo ạ.